Chiều ngày 18 tháng 11, Ban chỉ đạo thực hiện đề án 6, quận 5 tổ chức lễ ra mắt mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế và khai báo lưu trú, đăng ký khai sinh, cấp mã định danh cá nhân và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5 Nguyễn Thị Minh Phượng nhấn mạnh, chính quyền quận 5 luôn chú trọng các dịch vụ phục vụ nhân dân và sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt các mô hình. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng đề nghị Công an quận 5 cùng các đơn vị liên quan chủ động theo dõi, phối hợp thực hiện tốt các nội dung công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Hùng Vương kịp thời trao đổi, hướng dẫn đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, các đơn vị nhân rộng các mô hình này tại các bệnh viện khác đóng trên địa bàn. Khi người dân đến khám và chữa bệnh thì đối với cái mô hình này, nếu chúng ta triển khai thực hiện thành công thì sẽ giúp cho người dân là bớt các cái thủ tục hành chính, bớt về cái thời gian đi lại và các cái chi phí có liên quan, giúp cho người dân được thực hiện các thủ tục được nhanh gọn và được tốt hơn trong cái quá trình phục vụ cho người dân đến khám chữa bệnh tại các cái bệnh viện, đặc biệt là ngay trong Bệnh viện Hùng Vương. Thì sau khi triển khai cái mô hình này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo đề án 06 của quận sẽ triển khai cái mô hình này ở lại 19 cái bệnh viện còn lại ở trên địa bàn quận 5 trong cái thời gian tới để phục vụ làm sao để cho phục vụ cho người dân được tốt nhất trong khi đến khám chữa bệnh tại các cái bệnh viện trên địa bàn quận 5 trong cái thời gian tới.